Hiện tại chúng ta còn phần quyết định của chính phủ địa phương. Và nhiệm vụ của công bạn đang cần gì từ Lê Đông ạ? Em muốn cho Lê Đông một lần. Thật sự, anh cũng cảm thấy rằng là Duy xin cho em một em tìm kiếm gì tại The Face Việt Nam 2022? Anh không quên đâu, cứ yên tâm là như vậy. Đừng bao giờ nói là anh quên, anh chỉ không muốn nhớ. Dạ, 3 năm trước thì em có cái chủ đề được đầu tư được nhiều năm trung, được anh năm trung ô, được anh năm trung nhắc nhở, được anh năm trung cho những lời khuyên chân thành. Thì 3 năm sau em quay trở lại đây. Thứ nhất là để gặp anh Nam Trung, để cảm ơn anh Nam Trung đã cho em những lời khuyên đó để em có một sự trưởng thành hơn ngày hôm nay. Và thứ hai nữa là bỏ qua những sự rụt rè, bỏ qua những cái khó khăn về đường xa xa xôi của em, thì em muốn thử sức mình và khẳng định mình để không phí hoài những lời khuyên cũng như những cái ôn của mình. Và hôm nay chúng ta lại vượt đường xa đường Huế về đến thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thực ra thì khi cách tiến xong hết tháng 1 lần 2019 thì em ở lại Sài Gòn một thời gian để tự khảo sát mình với công việc người mẫu. Thì một thời gian thì ở gia đình em có một chút biến cố, thì má em bị bệnh nên em phải về quê trở lại. Thì sau khi dàn xếp mọi công việc biến cố cho má xong thì em đã quyết tâm quay trở lại Sài Gòn. Và cũng đúng lúc này thì cuộc thi mình diễn ra, có thể là để được chinh phục và để được tránh. Thế lần này đến với The Face Việt Nam thì khoảng 50-50 hay là 1-2 hay là cái gì không nhỉ? Anh quên mất rồi. Anh tính mất vì khi mà em trả lời là để em được đến đây là em phải trao đổi với nhà thiết kế. Phải trao đổi như thế nào? Phải trao đổi 1-2 hay là 2-4 hay là bao nhiêu? Đấy là bí mất vì cái câu chuyện này. Trao đổi bao nhiêu anh nhỉ? Duy có thể nhắc lại được không? Không phải là nhà thiết kế, mà lúc đó là em đi một chặng đường rất là xa. Em đi xe đỏ từ Huế vô đây, thì vừa mới vào đây là lúc 5 giờ sáng thì em chưa kịp áo quần gì cả, em đã phải đến thi một thi luôn. Thì đến ngày thứ hai thì ban tổ chức nói em là chuẩn bị một bộ trang phục thật đẹp để chuẩn bị cho phần photoshoot. Thì lúc đó thật sự em không có tiền, em cũng chẳng có ai cả, nên em đã dùng mối quan hệ của mình ở trên mạng xã hội và em đã mượn được một bộ đồ để tiếp tục chạy đi. Cũng hơn 3 năm rồi chị. Sống ở Sài Gòn thì em làm nhiều việc mắt thang, từ những cái nguồn chứng rồi giúp cho các cơ sở
ghi nhận và em luôn tạo lại đi vào những người có năng trung cấp cho hơn 3 năm trước để em cố gắng và phấn đấu. Và anh Trung như là một cái người dẫn dắt và truyền cảm hứng cho em để quay trở lại ngày hôm nay. Và chị cũng như chúc cũng thân em nay.
em đang đến từ 7 giờ sáng đến giờ, cho nên giờ em